chào các bạn nếu các bạn lo sợ dầu gội hiện nay trên thị trường có quá nhiều chất kích thích tạo bột không phù hợp với mái tóc của mình và đang muốn tìm kiếm một loại dầu gội hoàn toàn 100% từ thiên nhiên thì dầu gội bồ cấy thảo dược của Đặc Thi Vân chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn. Không chất bảo quản, không chất tạo bột, không phẩm màu độc hại, đặc biệt còn ngăn ngừa rụng tóc cực kỳ hiệu quả nữa. Dầu gậu bồ kết thảo dược cô đặc thi vân được nấu cô đặc với hơn 20 loại thảo dược, chẳng hạn như vỏ bưởi giúp tóc mọc nhanh, ống mượt, hương nhu giảm gầu, giảm gãy rụng, hà thủ ô giúp làm đen tóc và mượt tóc, cỏ mần trầu trơn bóng hết khô sơ, bồ kết, mượt mà, ống ả giảm gãy rụng, vỏ chanh hết sơ rối trơn mượt, trà xanh trị gầu nấm viêm da đầu, hoa cúc tóc dày mượt dưỡng ấm xả chanh xuông mượt giảm rụng hết vảy gầu bạc hà sẵn khoái trị viêm nấm da đầu hoa nhài thư giãn ống ả tóc mọc nhanh quả bồ hồng giúp tạo bột và làm sạch tóc và một số vị thuốc bắc thảo dược khác để nấu được một mẻ dầu gội bồ cấy thảo dược của đặc thi vân phải mất hơn 3 ngày Nấu từng nhóm thảo dược riêng để giữ lượng tinh dầu không bị bay hơi. Sau đó vắt hết nước cốt bỏ bã, tiếp đến là cô đặt lại. Rất là nhiều công đoạn để cho ra được một chai dầu gội bồ cấy thảo dược cô đặc thi vân. Đặc biệt, dầu gội bồ cấy thảo dược cô đặc được nấu theo phương pháp thủ công truyền thống nên vẫn giữ được mùi hương đặc trưng của thảo dược. Hương thơm thảo dược tự nhiên mang lại cảm giác sảng khoái thư giãn khi sử dụng. 1 lít dầu gội bồ cấy thảo dược cô Đặc Thi Vân có giá là 280.000. Vân chuyên sĩ bồ cấy thảo dược cô đặt, đặt và ủ xã giờ bưởi năm nha đam, sĩ từ 5 chai hoặc là 3 lít. Chị em nào có nhu cầu muốn mua sĩ và lẻ thì hãy liên hệ với Văn nha. Chào các bạn. Nếu các bạn